Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 3, phần luyện tập vận dụng, trang 7, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ sách cánh diều. Câu hỏi số 3 như sau. Cho tập hợp C bằng mở ngoặc nhọn x sao cho x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1. X lớn hơn 3, nhỏ hơn 18. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Các bạn lưu ý ở hỏi chấm số 3 này, đề bài yêu cầu chúng ta viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số 3 này, các bạn phải nhớ lại cho cô cách viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử. Bây giờ chúng ta cùng mở lại sách giáo khoa trang 5 và các bạn lưu ý cho cô cái kiến thức sau. Khi viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử thì các bạn cần phải ghi nhớ là các phần tử của một tập hợp thì được viết trong hai dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Cái thứ hai là mỗi phần tử được liệt kê một lần và thứ tự liệt kê thì tùy ý. Vậy thì bây giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi số 3. Đề bài yêu cầu chúng ta viết tập hợp C dưới dạng liệt kê các phần tử. Bây giờ chúng ta phải tìm được các phần tử của tập hợp C cho cô đã. Vậy thì dựa vào câu hỏi số 3 này đã thấy rằng là các phần tử của tập hợp C nó là các số tự nhiên chia cho 3 dư 1 và phải lớn hơn 3, nhỏ hơn 18. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau liệt kê các số tự nhiên chia cho 3 dư 1 mà lớn hơn 3, nhỏ hơn 18 nè. Thì lớn hơn 3 mà chia cho 3 dư 1 thì đầu tiên là có số 4 này. Đúng chưa? 4 chia 3 thì được 1 và dư 1. Tiếp theo đến số 7. Đúng chưa? 7 chia cho 3 thì được 2, dư 1. Tiếp theo đến số 10. Ta thấy 10 chia cho 3 thì được 3, dư 1. Tiếp theo đến số 13. 13 mới chia cho 3 được 4, dư 1. Tiếp theo là số 16. 16 chia cho 3 thì được 5, dư 1. Chúng ta phải tìm một số nữa xem ạ. 16, tiếp theo đến số 19 đúng không? 19 thì chia cho 3 được 6, dư 1. Nhưng mà đề bài yêu cầu chúng ta là tìm các số tự nhiên nhỏ hơn 18 thôi, do đó 19 này chúng ta loại. Như vậy, các phần tử của tập hợp C chỉ bao gồm là 4, 7, 10, 13 và 16. Vậy, cái tập hợp C này chúng ta sẽ viết như sau. Đầu tiên các bạn viết lại tên tập hợp cho cô. Tập hợp C này, tên tập hợp. Sau đó viết dấu bằng. Sau đó các bạn liệt kê các phần tử của tập hợp này. Đầu tiên là 4 này. Sau đó các bạn viết chấm phẩy 7, chấm phẩy 10, chấm phẩy 13, chấm phẩy 16. Tại vì x của chúng ta lớn hơn 3 và nhỏ hơn 18, tại đó không có phần tử 19 mà chỉ có đến phần tử 16 thôi. Sau khi liệt kê hết các phần tử thì các bạn đóng ngoặc nhọn vào cho cô. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em hoàn thành xong câu hỏi số 3, phần luyện tập vận dụng, trang 7, sách giáo khoa toán 6, cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.